Sư, nếu một người đã thề bậy, nói bậy xúc phạm người khác, bây giờ người đó muốn sám hối nhưng không còn gặp lại đối tượng đã nghe những lời không hay đó, thì bản thân người nói bậy kia phải sám hối và làm gì để không bị rơi vào cảnh khổ? Hoặc nếu vẫn bị đọa thì làm sao để thời gian bị đọa ở cảnh khổ là ngắn nhất? Nhân đây con đã từng thề bậy rằng kiếp sau sẽ làm chó. Nay biết tới chánh pháp, biết mình đã sai lầm, con xin hết lòng sám hối với sư và đại chúng. Vì từ nay không bao giờ nói lời ác độc nữa, xin sư và đại chúng chứng minh cho con. Có một cái vấn đề đó là sư không biết quý vị là ai. Sư không biết cái người nói cái này là ai. Mà thường á, thường khi mà sám hối thì không có cái kiểu sám hối vô danh như vậy, mà phải gặp mặt, có nghĩa là mình phải biết cái đối tượng đó. Phải biết cái đối tượng đó. Còn cái chuyện mà cái đối tượng mà chúng ta cần phải xin lỗi trực tiếp á, mà đã không không thể gặp mặt được nữa thì vô phương. Thời Đức Phật thì cũng có một cái quan đại thần đấy, từng nói đùa cợt một cái vị tỳ kheo, nhưng mà sau này do không có gặp được đúng cái vị tỳ kheo đó, cho nên là vị này phải chịu lãnh cái hậu quả mà mình đã làm, bởi vì không có sám hối được với vị đó. Còn một cái trường hợp á, còn một trường hợp, nếu sư nhớ không lầm, là ngài Thánh Tăng Maha Kacchayana, bởi vì ngài có cái hình tướng rất là đẹp, ngài rất là xinh đẹp. Và có một lần ngài đi tắm, ngài đi tắm lên thì có một người đàn ông nhìn thấy ngài và buông cái lời xúc phạm đó, là nói: chà, cái tướng đẹp gì mà là con gái thì nó đã biết mấy ha. Thì chính bởi vì vị này buông cái lời xúc phạm như vậy đấy, cho nên là cái quả trổ ngay lập tức là vị này biến thân thành người nữ. Ai tin hay không tin thì tùy. Đấy, và sau này vị này đi một cái xứ khác cũng mà lấy chồng rồi đẻ con. Đấy. Rồi gặp lại một người bạn thì người bạn nói là cái ngày ngày đó gần ở đây nè. Cũng ngài đó cũng đang gần ở đây, thôi bây giờ bạn đến sám hối với vị đó đi. Thì sau đó đó, vị này, cái cô này đó, không cần qua Thái Lan là từ anh chuyển sang cô luôn. Đấy, đến sám hối với ngài, và sau khi sám hối rồi đó thì lập tức trở lại thân nam. Thành ra cái việc là cần phải sám hối trực tiếp với đối tượng mà mình đã từng xúc phạm đó, nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì nếu như đã không thể gặp được rồi đó, chỉ còn mỗi một cách thôi, đó là gì? Tích cực làm các điều công đức, tích cực làm phước. Thì nhờ cái việc làm phước đó đó, chúng ta khi mà chịu các cảnh giới sa đọa thì thứ nhất là cái cảnh giới sa đọa đó nó cũng đỡ khổ hơn, và thứ hai đó là thời gian nó cũng ngắn hơn. Sư nói ví dụ như tại sao sư nói là cái cảnh giới sa đọa cũng đỡ khổ hơn, như là cũng làm chó đó, nhưng mà có con chó thì nó ghẻ lở tùm lum và không có ai thương, nó phải ăn cái đồ thừa, và thậm chí là cái chỗ nó ăn nó rất là dơ bẩn, nhưng mà cũng là mang thân chó đó, nhưng mà có con thì nó lại trở thành thú cưng, nó chỉ ăn là toàn đồ xịn, đồ ngon thôi, và cái nơi ở của nó, xin lỗi, chứ nó còn sướng hơn, nó sạch sẽ hơn là chỗ của mình nữa, thậm chí là nó có người hầu kẻ hạ luôn đấy. Cho nên dù là ở các cảnh giới sa đọa thì cũng không có giống nhau. Cái thứ hai là nhờ cái việc mình làm phước nhiều hay ít ấy, mà cái thời gian sa đọa cũng không có giống nhau, chỉ còn mỗi cách đó thôi ha. Còn cái việc mà sám hối với sư và đại chúng để mà ghi nhận thì không có ẩn danh được, không có ẩn danh được, phải biết được cái con người này là ai thì mới xác nhận được.